Kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại đối với sân bóng Thành Kính Auto. Một buổi sáng sôi động tại sân bóng này đã được diễn ra với hai trận đấu với những tỷ số khác nhau. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu đầu tiên thuộc vòng thi đấu thứ nhất giải bóng đá Đông Câu League mùa thứ 3 năm 2022. Trận đấu đầu tiên mà chúng tôi đang gửi tới cho quý vị và các bạn sẽ là cuộc đối đầu giữa đội bóng Madison Cầu Quan cùng với là đội bóng FC Góp. Trọng tài Duy Hùng vẫn đang cho phép hai người đội trưởng của cả hai đội bóng này sẽ làm những thủ tục trước khi hiệp đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân xuất phát của cả hai đội bóng này. Tất nhiên rồi, trong mỗi trận đấu ra quân và cả Madison Cầu Quan cùng với đội bóng Góp đều sẽ mong muốn được tạo ra được một chiến thắng đầu tay để đem về 3 điểm và xây dựng một nền bóng tốt. Tiếng còi của trọng tài Duy Hùng đã cất lên, hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Madison và FC Góp đã được bắt đầu. Đó là một điểm thông tin và một điểm cộng dành cho đội bóng này, khá nguy hiểm. Những sự hứng khởi sẽ đến ở trong cặp đấu này sẽ nhiều hơn. Và đây sẽ là một cơ hội dành cho đội bóng FC Góp. Một thời cơ quá tuyệt vời. Tỷ số được mở dành cho đội bóng FC Góp ở trong vòng bóng này. 1-0 dành cho đội bóng FC Góp. Chiến thuật phòng ngự phản công của đội bóng này đã tạo ra được một hiệu quả. Và hiệu quả đó đã được cụ thể tối đa bằng một bàn thắng. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Tuyến giữa sân của đội bóng Madison Cầu Quan đã bị thất thủ. Và công việc ở trong pha bóng này của cầu thủ bên phía FC Góp là tăng tốc và tạo ra được một tình huống chiếm lĩnh một khoảng không gian đủ lớn. Và cú dứt điểm cuối cùng, dù cho Đinh Văn Nhật có đã chạm được vận tay vào bóng, nhưng chỉ đơn giản là cú đá này quá mạnh. Và tỷ số được mở dành cho đội bóng FC Góp. Nỗ lực tuyệt vời tới từ cầu thủ của đội bóng Madison Cầu Quan. Và tiếp tục là tình huống đưa bóng vào hay không vào. Cú đá làm rung chuyển khung thành của đội bóng FC Góp. Lại là một cú dứt điểm nữa. Vẫn không có bàn thắng dành cho Madison Cầu Quan. Ngoài ra thì Tùng Dương cũng đang rất sẵn sàng ở vị trí tuyến hai. Đưa bóng vào đánh đâu. Vẫn không có bàn thắng dành cho Madison Cầu Quan. Đội bóng fan Manchester United đến từ Cầu Quan vẫn đang có được liên tục lại những tình huống đá phạt cố định. Và đây sẽ là một quả đá phạt góc dứt điểm. Tỷ số đang được cân bằng đều đều dành cho Madison Cầu Quan. Và người ghi bàn ở trong pha bóng này là Hòa Chay. Một pha bóng cố định và Madison Cầu Quan trong một vài những tình huống trước đó và họ đã dồn ép đối phương như sóng vỗ bờ. Và ở thời điểm này họ đã cụ thể hóa những sức ép đó thành bàn thắng gỡ hòa. Một đường chuyền, hai điểm chạm và bàn thắng cân bằng tỷ số đã đến đối với Madison Cầu Quan. Cú đá nhẹ nhàng, tinh tế và cú đệm lòng này của Hòa Chay, quỹ đạo đi của nó đã đưa về một góc cực kỳ khó chịu. Và nó đã khiến cho thủ thành của đội bóng FC Góp gần như không có một phản ứng nào cả. 15 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua và hai bàn thắng được ghi chưa đều dành cho cả hai đội bóng này. Nguy hiểm, vẫn không có bàn thắng, dứt điểm, vẫn không vào. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi xem, tiếng còi của trọng tài cất lên vì lý do gì. Chúng ta sẽ chờ đợi xem tiếng còi của trọng tài và tấm thẻ phạt với màu vàng. Tấm phiếu bé ngoan đầu tiên ở trong trận đấu này và nó dành cho cầu thủ của đội bóng FC Góp. Quân Lois đã đưa ra một cú dứt điểm bồi nhanh và bóng đã chạm vào tay ở trong pha bóng trước đó là Đinh Tùng. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Hoàng Lậu. Hoàng Lậu, bàn thắng đến đối với Madison Cầu Quan ở trong pha bóng này. Cú đá cực kỳ mạnh của Hoàng Lậu ở vị trí đá phạt đền. Và 2-1 dành cho Madison Cầu Quan. Hai bàn thắng đến một cách liên tiếp dành cho đội bóng này. Và cuộc lộn ngược dòng của họ trước khi khép lại hiệp đấu đầu tiên chuẩn bị được hoàn tất. Bóng đã chạm vào xà ngang, nảy vào lưới của thủ môn bên phía đội bóng FC Góp. Và bàn thắng dành cho Hoàng Lầu ở một cự ly như vậy, một góc sút như vậy, khoảng cách quá gần. Và cú đá này của Hoàng Lầu thì đơn giản là quá căng và không thể cản phá. Sẽ là còn khoảng 10 phút nữa, hơn 10 phút nữa tính cả thời gian bù giờ. Sẽ là những nỗ lực dành cho FC Góp, không vào. Và như vậy thì đã có bàn thắng gỡ hòa hai đều. Nhưng có vẻ như không phải như vậy. Bóng đã đi sang nách lưới và đi ra xa sau khung thành. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha phản xạ quá nhanh của Đinh Văn Nhật. Tình huống phản xạ nhanh như địa xẹt của Đinh Văn Nhật. Nguy hiểm. Quân Royce đưa bóng vào. Có một gôi Tuấn Anh. Tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 dành cho Madison Cầu Quan. Và lần này thì người đội trưởng của Madison Cầu Quan đã tiền mình lên bảng tỷ số.
Một bàn thắng đến với đội trưởng Tuấn Anh của Man United cầu quan là xứng đáng đối với những gì mà cầu thủ này đã làm được với vai trò của một người thủ lĩnh trong màu áo của Man United cầu quan ở hiệp đấu đầu tiên. Một bàn thắng mà Tuấn Anh đã được hưởng lợi sau đường chuyền cực kỳ hay tới từ Quân Royce. Quân Royce đã có một nhịp khống chế tốt, sau đó đưa ra một tình huống chọc khe, cú đệm lòng của Tuấn Anh về một góc có thể đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng FC Góp lần thứ 3. FC Góp thì Tuấn Anh cũng được rút ra nghỉ bên phía đội bóng này. Và Quang Chính cũng đã được góp mặt. Quang Chính sẽ được tung vào sân để thay thế dành cho Tuấn Anh. Vừa rồi là một pha bóng trọng tài đã xác định lỗi thuộc về Minh An. Được bóng vào, khá khó chịu. 4-1 dành cho Man United cầu qua rồi. Bàn thắng lần này dành cho Hòa Chay. Những thời khắc cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và FC Góp đang bị vụn vỡ. Họ đang bị gục ngã theo một cách mà họ đã không thể nghĩ tới được. Quả đá phạt cực kỳ khó chịu của Quang Chính. Sau đó thì đội trưởng Hòa Chay cũng đã đưa ra một tình huống cắt mặt. Một điểm chạm cũng đã được đưa ra. Và chỉ cần như vậy thôi đã làm thay đổi quỹ đạo đi của trái bóng. Và đưa bóng được vào lưới của thủ thành bên phía đội bóng FC Góp lần thứ tư. Văn Công đã không thể làm gì khác với công việc của mình. Tiếp tục sẽ là pha lên bóng nữa dành cho Manielsen cầu qua, đưa bóng vào. Không có một điểm chạm thành công tới từ cầu thủ của Manielsen cầu quan. Và mỗi vòng đấu đều sẽ có những phần thưởng khác nhau. Có một cơ hội nữa, không vào. Rất cố gắng và đó là nỗ lực của Bùi Quang Chính. Một cơ hội nữa, không vào. Và tiếp tục là một cơ hội nữa, Bùi Quang Chính chưa dứt điểm. Và sẽ là một tình huống kiến tạo. Lần này thì bàn thắng thứ 5 cũng đã đến dành cho Man United cầu quan. Người đã không phụ lòng của Bùi Quang Chính trong những phút đấu vừa qua, đó là Xuân Tùng. Rõ ràng vai trò của Bùi Quang Chính ở những phút đấu vừa qua đóng góp như một vị trí tiền vệ kiến thiết thực thụ. Một nhịp giữ lại và sau đó đưa bóng ngược về tuyến hay. Cú đệm bóng của Xuân Tùng là một tình huống đệm bóng chính xác đến từng điểm chạm. Và 5-1 dành cho đội bóng Man United cầu quan. Bùi Quang Chính cũng đã kịp thời đóng góp là một kiến tạo. Và dứt điểm rất đẹp mắt của Xuân Tùng. 5-1 dành cho Man United cầu quan rồi. Không ngoài trừ khả năng đây sẽ là một cú dứt điểm thẳng. Bùi Quang Chính chuyền bóng quá hay. Cô ơi, vẫn không vào. Thời thanh xuân của chúng ta luôn luôn gắn liền đối với Ranvis và Posco. Và ngày hôm nay chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh đó ở trên sân bóng thành kính cao tù tới từ Madison cầu quan. 6-1, lần này thì chính Bùi Quang Chính đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Và chính cầu thủ này cũng đã ghi bàn tiếp tục dành cho Madison cầu quan. 6-1 rồi. Một trận đấu với tỷ số ở thời điểm hiện tại gần bằng một set tennis dành cho Madison cầu quan trước các cầu thủ FC Góp. Cú đá bóng thậm chí còn đập vào xa ngang và đẩy vào lưới. Bóng xuất phát từ vị trí của Xuân Tùng. Lê Thành đã nhẹ nhàng kiến tạo dành cho Bùi Quang Chính. Đối mặt với một khung thành trống, Bùi Quang Chính cũng đã dễ dàng để giúp cho Man United cầu quan có được bàn thắng thứ 6. Nguy hiểm. Thêm một cơ hội nữa, không vào. Bùi Quang Chính đang muốn kiến tạo nhiều hơn thay vì ghi bàn. Và như vậy thì đã có bàn thắng thứ 7 dành cho Man United cầu quan. Bàn thắng thứ 7 dành cho đội bóng Man United cầu quan rồi. Cú đúp của Bùi Quang Chính. Lần này thì bắt buộc phải ghi bàn thôi. Lê Thành là người đã khởi xướng vào bóng vừa rồi. Xuân Tùng là người đã dứt điểm đầu tiên. Nỗ lực cứu thua của Văn Công. Và bóng đã tìm đến đúng vị trí của Bùi Quang Chính. Bắt buộc phải ghi bàn trong pha bóng này. Đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong. Quả cứu thua đầu tiên của Văn Công. Và đến tình huống sau đó thì đã nằm ngoài tầm kiểm soát của thủ môn này. Sẽ là một cơ hội đến ở những phút đấu cuối cùng trong hiệp đấu thứ hai dành cho các cầu thủ FC Góp. Và đội trưởng Văn Thắng vẫn sẽ là người đứng trước pha bóng này. Dứt điểm thẳng, khá nguy hiểm. Tùng Dương. Bùi Quang Chính. Bùi Quang Chính không vào.
Có một cơ hội Bùi Quang Chính. Không vào. Pha bỏ lỡ của Nam ở đây. Bùi Quang Chính. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên. Hiệp đấu thứ hai cũng đã khép lại và trận đấu giữa Manchester Cầu Quan và cầu thủ FC Góp. Tỷ số cuối cùng là 7-1 dành cho Manchester Cầu Quan. Một trận đấu ra quân thành công của đội bóng fan Manchester United tới từ địa bàn Cầu Quan Đông Cống.